Cuối tuần mới vừa lên. Này là cua thịt lớn. Khách nào ăn nhắn em nha, bữa nay cua ngon xuất sắc luôn. Thịt lớn với cái xo lớn nha. Cua bữa nay đẹp ngon nha, khách nào ăn thì nhắn cho em. Cứng nát cua. Đây cái xo mập cứng luôn, con nào con lấy nó mập. Khách nào ăn nhắn nha, hôm nay đây thì cua mini.